ơi, dâng muôn lời tạ ơn người khen Thiên Chúa. Chúa là đấng tác sinh muôn vật trên đời để con người vui hưởng hạnh phúc chân vơi. Quỳ nơi đây trước Ngài tòa Chúa uy quyền, dâng lên Ngài tình yêu trổ bóng kết trái, hứa thủy chúng mãi luôn yêu nhau trọn đời, khấn xin Ngài chúc lành gìn giữ tình con. Con nguyện dâng Chúa tình yêu thắm đẹp, xin Chúa thương tình đã chúc phúc, cùng dâng Chúa đây hai trái tim nồng say trọn đời luôn mãi sát son. Câu thề đoàn hứa từ đây sống thủy chung dấu gian khổ hay thịnh vượng, và lúc yếu đau hay những khi bình an nguyện yêu thương đến bạc đầu. Em xin nhận anh làm chồng của em và hứa giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Anh xin nhận em làm vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Ngày hôm nay chúng con thành duyên vợ chồng với ước vọng được luôn thủy chung mãi mãi, dù ngày mai khó khăn sắc trên đường dài, vững tin rằng có Ngài dìu dắt đỡ nâng. Nói theo thánh gia là hướng gia đình, sống hết tình sẽ chia và luôn thương mến, biết cảm thông thứ tha xoa tan muôn phiền, giúp gia đình mãi được hạnh phúc bình yên. Con nguyện dâng Chúa tình yêu thắm đẹp, xin Chúa thương tình đã chúc phúc, cùng dâng Chúa đây hai trái tim nồng say trọn đời luôn mãi sát son. Câu thề đoàn hứa từ đây sống thủy chung dấu gian khổ hay thịnh vượng, và lúc yếu đau hay những khi bình an nguyện yêu thương đến bạc đầu. Con nguyện dâng Chúa tình yêu thắm đẹp, xin Chúa thương tình đã chúc phúc, cùng dâng Chúa đây hai trái tim nồng say trọn đời luôn mãi sát son. Câu thề đoàn hứa từ đây sống thủy chung dấu gian khổ hay thịnh vượng, và lúc yếu đau hay những khi bình an nguyện yêu thương đến bạc đầu, và lúc yếu đau hay những khi bình an nguyện yêu thương đến.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em thân mến, để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa, chung quanh anh Giuse Nguyễn Văn Hiếu và chị Maria Nguyễn Thị Mai, trong ngày họ quyết định lập gia đình. Đối với họ, đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy, chúng ta hãy lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện đượm tình huynh đệ mà nâng đỡ họ. Hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô khẩn khoản van nài Chúa Cha, xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận, ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một. Vinh danh Thiên Chúa trên cao tầng trời. Cho người thiên vương, chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúng tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con hồ Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chính Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhân lời chúng con cầu khẩn. Lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con cầu khẩn và đoái thương bảo trợ những định chế Chúa đã thiết lập, hầu lưu truyền nòi giống nhân loại, để sự gì được Chúa kết hợp cũng được Chúa trợ giúp cho bền vững. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách sáng thế. Đức Chúa là Thiên Chúa phán: Con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Đức Chúa là Thiên Chúa, lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời, và dẫn đến với con người. Xem con người gọi chúng là gì, hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là như thế. Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm cho mình một trợ tá tương xứng. Đức Chúa là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người và cho con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của một con người ra
và lắp thịt thế vào. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút ra từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. Con người nói: "Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, nàng sẽ được gọi là đàn bà vì đã được rút ra từ đàn ông ra. Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt." Đó là lời Chúa. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, tôi là người đang bị tù vì Chúa. Tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha, duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa, gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một thần khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, đứng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người.
Đó là lời Chúa. Xin cộng đoàn đáp và cùng Thầy. Chúa ở cùng anh chị em. Và cùng Thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thê-ô. Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-xu để thử Người. Họ nói: Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp: Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và Người đã phán: Vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly? Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hai bạn Giuse Hiếu và Maria Mai rất thân mến. Ở thủ đô Paris của nước Pháp có một cây cầu rất là nổi tiếng tên là Pont des Arts. Trong tiếng Pháp thì nó có nghĩa là cây cầu nghệ thuật. Các bạn trẻ thì vẫn gọi đây là cây cầu khóa tình yêu. Sở dĩ nó nổi tiếng là bởi vì có rất nhiều bạn trẻ đã đến đây. Họ cùng nhau mua cho mình hai ổ khóa. Thế rồi cái đôi yêu nhau đó, họ cùng khóa hai cái ổ khóa đó vào thành cầu. Với cái hành động đó thì họ ước mong tình yêu của họ sẽ luôn bền chặt, gắn bó không rời, không bao giờ tách rời nhau được, giống như hai ổ khóa đó vậy. Không biết là bạn Hiếu và bạn Mai đã khi nào mà thử khóa hai cái khóa lại với nhau để giữ cho tình yêu bền chặt hay chưa? Nhưng mà tôi tin rằng là ước mong lớn nhất lúc này của hai bạn sẽ là gắn bó suốt đời với nhau, chung thủy bên nhau đến suốt cuộc đời. Hôm nay cộng đoàn cũng thấy hai bạn Hiếu và Mai rất là đẹp, tràn đầy nhựa sống, tràn đầy năng lượng, tràn đầy khát khao về một mối tình, về một tình yêu hạnh phúc, bền chặt. Giuse Hiếu và Maria Mai rất thân mến. Các bài đọc lời Chúa trong thánh lễ ngày hôm nay là kim chỉ nam về đời sống chung thủy để giúp các bạn sống gắn bó với nhau trong đời sống hôn nhân của mình. Bài đọc 1 trích sách Sáng Thế kể lại việc Thiên Chúa đã dựng nên bà Eva từ chiếc xương sườn của ông Adam. Khi nhìn thấy nàng thì ông đã sung sướng reo lên: Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Có thể nói bạn Hiếu từ giáo xứ Khoan Dụ, giáo phận Phát Diệm
sau bao ngày vất vả, giờ đây đã tìm thấy chiếc xương sườn của mình là bạn Mai ở giáo xứ Hoàng Nguyên đây. Và bạn Hiếu thì tôi cũng nghĩ rằng là khi mà tìm hiểu bạn Mai thì chắc bạn cũng gieo lên trong lòng là đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Vậy khi xuống thế làm người thì Chúa Giêsu có thể hiện cái quan điểm của mình về hôn nhân hay không? Bài tin mừng ngày hôm nay thuật lại việc những người Pha-ri-sêu đến để thử Chúa, và họ nói rằng là luật Mô-sê thì cho phép được rẫy vợ. Vậy Chúa có cho phép được rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Chúa Giêsu Ngài khẳng định quan điểm rằng là bởi vì thời cựu ước thì thời các ông đấy người ta lòng chai dạ đá, nên Mô-sê đã ký giấy cho họ. Thế còn Chúa Giêsu khẳng định sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Chúa Giêsu biết rõ sự yếu đuối của con người chúng ta. Ngài biết rằng chỉ khi cả hai cùng nỗ lực sống chung thủy thì gia đình mới ấm êm hạnh phúc. Còn nếu một trong hai hoặc cả hai không nỗ lực sống chung thủy với nhau thì nhiều đau khổ sẽ ập đến lắm. Không những chỉ cho riêng hai bạn mà còn liên lụy đến con cái cũng như hai bên gia đình. Thật vậy, lời khẳng định ấy của Chúa Giêsu đã trở thành cốt lõi của hôn nhân, làm nên đặc tính của hôn nhân Công giáo là đơn hôn và vĩnh hôn. Đơn hôn có nghĩa là hôn nhân một vợ một chồng. Vĩnh hôn có nghĩa là phải sống chung thủy với nhau đến suốt cuộc đời. Theo từ nguyên thì chung có nghĩa là cuối, thủy có nghĩa là đầu. Chung thủy ý chỉ lòng dạ không đổi, trước sau như một. Ca dao Việt Nam cũng nhắn nhủ rằng thương nhau tạc một chữ tình, trăm năm thề quyết bạn mình có nhau. Lòng chung thủy thì giống như chiếc mỏ neo giữ cho đời sống hôn nhân luôn bền chặt. Lòng chung thủy cũng giống như dòng suối mát giúp cuộc hôn nhân được thăng hoa và hạnh phúc. Thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Lòng chung thủy thật là cao quý, nhưng để giữ lòng chung thủy cả một đời lại là một thách đố rất lớn. Con nói điều này chắc chắn quý ông bà anh chị em hiểu rõ hơn ai hết, vì nhiều người ở đây đã và đang sống đời sống hôn nhân gia đình. Sẽ có những lúc vợ chồng bất hòa, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Vậy làm thế nào để có thể giữ cho tình yêu luôn bền chặt, giữ lòng chung thủy sắt son? Trước hết các bạn phải gắn chặt đời sống mình vào Chúa Giêsu Kitô. Trong mọi nơi, mọi lúc, hai bạn hãy dâng lên Chúa đời sống hôn nhân của mình để Ngài gìn giữ và ban ơn nâng đỡ cho gia đình các bạn. Thánh Phaolô trong bài đọc 2 mà bạn Hiếu vừa đọc cũng khuyên nhủ: anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Ông bà ta cũng dạy rằng chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa, đời đời chẳng khê. Hay là chồng em áo rách em thương, chồng người áo gấm sông hương mặc người. Nhân vô thập toàn, là con người thì không ai hoàn hảo cả. Để giữ được hạnh phúc gia đình thì các bạn cần phải biết đón nhận cả những điểm tốt và những điểm chưa tốt của nhau. Nếu mỗi người biết khiêm tốn và hạ thấp cái tôi của mình xuống thì không khí trong gia đình sẽ luôn luôn được ấm êm, hạnh phúc. Lát nữa đây thì bạn Hiếu và bạn Mai sẽ nắm tay nhau để nói lên lời cam kết trước mặt Chúa và Hội Thánh: anh nhận em nhận anh, làm vợ làm chồng của nhau và hứa giữ lòng chung thủy với nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày
trong suốt cuộc đời. Tôi tin rằng khi hai bạn đã suy nghĩ, cầu nguyện một cách cẩn thận để đến với nhau, trải qua nhiều đêm mất ngủ để đưa ra lựa chọn, các bạn sẽ biết trân trọng tình yêu của mình để sống chung thủy với nhau, để yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày trong suốt cuộc đời. Xin Chúa chúc lành cho tình yêu của hai bạn. Amen. Anh chị thân mến, anh chị cùng nhau đến nhà thờ để muốn kết hôn của anh chị được củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của anh chị và dùng bí tích đặc biệt làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh, để anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích rửa tội mà thánh hiến anh chị. Bởi vậy, trước mặt hội thánh, tôi hỏi anh chị về ý định của anh chị. Anh Giuse Nguyễn Văn Hiếu và chị Maria Nguyễn Thị Mai, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập giao ước hôn nhân, anh chị hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Quay vào nhau, nhìn vào mắt nhau mà nói. Anh là Giuse Nguyễn Văn Hiếu, nhận em Maria Mai làm vợ của anh và hứa giữ lòng chung thủy khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương em và tôn trọng em một ngày suốt đời anh. Em là Maria Mai, nhận anh Giuse Hiếu làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa lấy lòng nhân hậu chuẩn đi sự ưng thuận anh chị vừa tỏ bày trước mặt hội thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên anh chị. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà anh chị trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Em Maria Mai, xin em hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh. Nên trai và con và thánh thần. Anh Giuse Hiếu, xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Sao lại gãi đầu này? Kính thưa cộng đoàn, run là chuyện bình thường thôi. Sáng hôm nay khi mà tôi cử hành nghi thức chúc hôn cho ông bà cố của cha Đa Minh 60 năm, thế nhưng mà vẫn run như thường. Đây mới chỉ là lần đầu tiên thôi. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, cách đây hơn một tuần, khi mà tôi gặp anh Hiếu và chị Mai để thống nhất về các cái vấn đề của lễ cưới hôm nay, tôi mới bảo rằng là ngày hôm nay vào lúc 9 giờ rưỡi thì có thánh lễ kỷ niệm 60 năm hôn phối của ông bà cố cha Đa Minh. Đến chiều thì lễ của các bạn.
Thế thì bây giờ thì trong một ngày thôi, nhà thờ chỉ cắm hoa có một lần, thì bên nào sẽ cắm hoa? Đôi bạn này trả lời rất là mau, đó là chúng con xin nhận cắm hoa trang hoàng đến nhà thờ. Cộng đoàn biết để làm gì không ạ? Hôm ấy bảo để làm gì nhỉ? Để xin vía ạ. Để xin cái vía của ông bà cố rất là khôn. Tức là 60 năm nữa thì các bạn sẽ có cái thánh lễ kỷ niệm 60 năm ngày cưới. Giống như bài chia sẻ của Thầy Sáu, kể từ ngày hôm nay, hai bạn đã tự khóa cuộc đời của mình với nhau. Thế nhưng có một chi tiết mà ban nãy Thầy chưa có nói, đó là cái chìa khóa ném đi mất rồi. Cho nên là khóa vào rồi thì không mở ra được nữa. Để làm được như vậy thì rõ ràng là chúng ta cần phải có ơn của Chúa. Với tư cách là người đại diện của Sáu Hội, tôi xin tuyên bố kể từ giờ phút này, anh Giuse Hiếu và chị Maria Mai chính thức trở thành vợ chồng của nhau trước mặt Chúa. Giáo xứ của chúng ta có thêm một gia đình mới nữa. Chúng ta cùng chúc mừng cho họ bằng một tràng pháo tay. Anh chị em thân mến, nhớ tới hồng ân đặc biệt của ân sủng và tình thương mà Thiên Chúa đã đoái thương và kiện toàn và thánh hóa mối tình của các anh chị em chúng ta đây, là anh Giuse Nguyễn Văn Hiếu và chị Maria Nguyễn Thị Mai. Chúng ta hãy ký thác anh chị em này cho Chúa. Vì hội thánh là hiền thê yêu quý của Chúa Kitô, chúng ta hãy cầu xin Chúa luôn thánh hóa giữ gìn, để hội thánh luôn trong trắng tinh tuyền, xứng với sứ mạng của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Vì yêu thương thế gian, Chúa Kitô đã đến chia sẻ cuộc sống con người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các dân tộc được vui sống trong tình bác ái huynh đệ và nỗ lực thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho anh Giuse Hiếu và chị Maria Mai đã thành hôn hôm nay biết luôn ý thức lời kết ước của mình để sống chung tín với Chúa và với nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu. Vai trò cao quý của gia đình, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi gia đình trong giáo xứ luôn thể hiện nơi tổ ấm của mình một cộng đồng đầy lòng tin, chuyên cần cầu nguyện và góp phần làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái tông đồ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu mà ban thánh thần tình yêu của Chúa xuống trên đôi tân hôn này, để họ nên tâm đầu ý hợp, khiến không gì có thể phân ly những người Chúa đã liên kết, không gì có thể gây sầu muộn cho những người Chúa đã ban dư tràn phúc lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho lề luật thánh thiện của hôn nhân, và xin Chúa tận tình chăm sóc công cuộc chính Chúa đã khôn ngoan xếp đặt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã dùng ách hòa thuận êm ái và mối dây bình an không thể tháo gỡ mà ràng buộc giao ước hôn nhân, để sự phong phú trong trắng của đời sống vợ chồng làm tăng số các nghĩa tử Chúa. Lạy Chúa, do sự quan phòng và nhờ ân sủng, bằng những cách thức hết sức kỳ diệu, Chúa định lề lối cho cả hai điều này là cho muôn vật được sinh sản để điểm tô thế giới, và cho con người được tái sinh để làm cho hội thánh thêm đông số nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Chúa là Thiên Chúa căn đạo bình, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, dâng lời chúc tụng, tạ ơn và trao cho các môn đệ mà nói:
Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con lan truyền Chúa trên trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con, được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giáo mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh Giuse Nguyễn Văn Hiếu và chị Maria Nguyễn Thị Mai mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha tòa hoàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dành Cha cả sáng, nương Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con. Anh chị em thân mến, chúng ta khẩn khoản này xin Chúa nhân từ tuôn đổ phúc lành và ân sủng trên các tôi tớ Chúa vừa kết hôn trong Đức Kitô. Xin cho những người Chúa vừa liên kết bằng giao ước thánh được hòa thuận thương yêu nhau. Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà sáng tạo mọi vật từ hư vô, và sau khi sắp đặt công việc khởi đầu của vũ trụ, cũng như tạo thành con người giống hình ảnh Chúa, Chúa đã dựng nên cho người nam một trợ tá bất khả phân ly là người nữ, để họ không còn là hai mà là một xương một thịt, và dạy rằng không bao giờ được phân ly điều Chúa đã muốn thiết lập cho nên một.
Lạy Chúa, Chúa đã dùng mầu nhiệm cao cả mà thánh hiến sự phối hợp vợ chồng để trong giao ước hôn nhân, Chúa báo trước bí tích của Đức Kitô và Hội Thánh. Lạy Chúa, nhờ Chúa, người nữ được kết hợp với người nam và Chúa ban cho xã hội Chúa thiết lập lúc khởi đầu này được hưởng phúc lành, là phúc lành duy nhất đã không bị hình phạt do tội nguyên tổ lẫn bản án đại hồng thủy lấy đi. Xin thương nhìn đến các tôi tớ Chúa đây đã kết hợp với nhau làm thành cộng đoàn phu thê, đang cầu mong được hưởng phúc lành của Chúa. Xin đổ ơn Chúa Thánh Thần trên các tôi tớ Chúa, để nhờ có tình yêu Chúa chan hòa trong tâm hồn, các tôi tớ Chúa mãi mãi chung thủy với nhau trong giao ước hôn nhân. Xin cho nữ tỷ Chúa là chị Maria Nguyễn Thị Mai được ơn biết sống yêu thương thuận hòa, luôn noi gương các thánh nữ được tán dương trong thánh kinh. Xin cho người chồng thật lòng tin tưởng vợ mình, nhìn nhận nàng là người bạn bình đẳng, đồng hưởng ơn sự sống, biết kính trọng nàng cách xứng đáng và luôn yêu thương nàng bằng chính tình yêu Đức Kitô yêu thương Hội Thánh. Vậy giờ đây lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa đây được kiên trì gắn bó với đức tin và các huấn lệnh của Chúa, và khi biết chung thủy kết hợp với nhau, họ nêu gương đời sống vẹn toàn, để khi được sức mạnh tin mừng củng cố, họ sẽ nên nhân chứng tốt lành của Chúa Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ sinh con và trở nên cha mẹ nhân đức, cả hai được nhìn thấy con cái cháu chắt, và sau cùng, khi đạt tới tuổi già mong ước, họ được về nước trời hưởng cuộc sống của những người được chúc phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mình vào máu Thánh Chúa Giêsu Kitô gìn giữ con, cho con được sống muôn đời. Oh,
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ quyền lực của hy lễ này, xin Chúa lấy lòng yêu ái thánh thiện theo dõi những định chế Chúa đã quan phòng thiết lập, để những người Chúa cho liên kết thành một cộng đoàn thánh thiện và đã bầu dưỡng bằng cùng một bánh và cùng một chén, cũng được Chúa làm cho nên tâm đầu ý hiệp trong một tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở, và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy.